Xin chào các bạn, hôm nay mình xin review một siêu phẩm mới nhất của Marvel vừa ra mắt nóng bỏng. Nói về một siêu anh hùng mới vừa gia nhập vào biệt đội sau sự việc tiêu diệt Thanos. Mà nếu bạn nào chưa ra rạp xem thì tắt ngay video này đi, để có một trải nghiệm tuyệt vời khi xem tại rạp nhé. Đây là người vũ khí có sức mạnh to lớn mà không vũ khí nào trên đời sánh bằng. Người sở hữu nó không chỉ bất tử mà còn có quyền năng vô hạn. Theo tương truyền 3.000 năm về trước, Văn Vũ đã tìm được Thập Luân trong một lăng mộ cổ. Chỉ có điều hắn ta không sử dụng nó trừ gian diệt ác, mà trong mắt Văn Vũ chỉ có quyền lực. Hơn nghìn năm nay hắn gây chiến tranh liên miên thay đổi tiến trình lịch sử, đào tạo ra một đội quân gọi là Thập Luân Hội đi khắp nơi chinh phạt thế giới, thực hiện các vụ ám sát và bạo loạn cỡ lớn. Nhưng có một nơi khiến hắn đau đáu nhiều năm chưa chinh phục được, đó chính là thôn làng Đại La tương truyền có rồng thần bí ẩn và những môn võ công từ những vị thần. Nhưng chỉ có vào ngày thanh minh hàng năm thì mới có đường vào trong thôn. Hắn lập tức cùng một đoàn người băng qua rừng trúc đến đó để chinh phục. Bất ngờ rừng trúc biến thành bát quái trận tiêu diệt hết binh lính, chỉ còn duy nhất mình hắn sống sót đi vào. Đột nhiên hắn phát hiện ra một cô gái. Văn Vũ vốn cứ nghĩ mình là thiên hạ vô song, không gì có thể ngăn cản, nhưng lần này anh ta đã gặp được đối thủ kinh người. Cô gái không chỉ có võ công thượng đẳng mà khuôn mặt còn thanh thoát như tiên giáng trần. Đến cả vũ khí tối thượng là Thập Luân vốn là thiên hạ vô song, mà đối thủ cũng có thể khống chế và trả đòn ngược lại. Văn Vũ tuy thua trận nhưng lại thắng được trái tim của nàng. Hai người lập tức hợp lực tạo ra hai em bé, anh trai là Sang Chi và em gái là Hạ Long. Bà tặng cho hai con mỗi người một sợi dây chuyền dặn dò sống tốt. Văn Vũ từ đó cất đi thập nhẫn và tạm dừng Thập Luân Hội. Nhưng không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kẻ thù của Văn Vũ vốn quá nhiều nên đã tìm đến. Khi Văn Vũ trở về nhà đã thấy người vợ bị sát hại, lập tức hắn lấy thập nhẫn ra thể sẽ báo thù, dẫn theo con trai tìm đến băng đầu Bùi trực tiếp xông vào đánh. Đó là bài học đầu tiên và Văn Vũ dạy cho con, nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ tiếc rằng lão đại của băng đầu Bùi vẫn thoát đi được. Từ đó Văn Vũ bắt đầu huấn luyện Sang Chi trở thành sát thủ tàn nhẫn, với người thầy được gọi là sát thần, ép anh phải trải qua hàng nghìn bài luyện tập nghiêm khắc. Em gái Hạ Linh tuy không được dạy võ nhưng tư chất lại cực kỳ thông minh, chỉ cần nhìn anh trai tập cái gì là cũng lén lút học theo được. Nhiều năm nay Sang Chi đều luyện tập với sát thần, rất nhanh đã trở thành một thiên tài trong làng võ thuật. Đến ngày Sang Chi 14 tuổi, Văn Vũ ép anh phải giết người đầu tiên, đó chính là lão đại của băng đầu Bùi đã được tìm thấy. Nhưng Sang Chi bản chất hiền lành đã nhìn thấu con người thật của ông ta, nên lợi dụng nhiệm vụ này mà trốn đi biệt tích. 10 năm nay ẩn cư tại Mỹ làm một nhân viên khách sạn bình thường, cùng một cô bạn thân Cathy chuyên đi đến đâu là gây rắc rối tới đó. Vốn cứ nghĩ cuộc sống sẽ được yên bình, không ngờ rằng người của Thập Luân Hội đã tìm thấy anh thông qua cái vòng cổ. 10 năm nay Sang Chi ẩn thân không dùng võ thuật, tiếc rằng tụi này đánh cô bạn ép anh phải ra tay. Một cú đấm kinh thiên động địa khiến Cathy há hốc mồm. Tiếp theo là những pha ra đòn nhanh như sấm sét, rất nhanh đã hạ gục hết cả đám chỉ trong vòng vài giây. Không ngờ lúc này trùm cuối cũng xuất đầu lộ diện, tay thỏ ra thanh kiếm lửa chém đâu đứt đó, khiến xe buýt đứt hết cả phanh lao xuống dốc như quả tên lửa. Một cú va chạm khiến chú tài xế ngã ra sàn ngất đi. Tình thế nguy cấp, Sang Chi phải lao ra bẻ lái, nhưng cái thằng đầu to nhất quyết không buông tha cho anh. Đúng lúc nguy cấp nhất, Cathy kịp thời hỗ trợ rồi lao vào cầm lái cho hai người tiếp tục giao cấu với nhau. Sang Chi bất giác phát hiện hai toa xe buýt sắp bị tách khỏi, rất thông minh anh vòng ra ngoài để trèo lên toa trên. Lần này thì tao nhất định dùng hết công lực, nhanh chóng đánh cho tụi kia một trận tơi bời, đẩy lùi hết đám côn đồ ép chúng phải lùi lại, khống chế thằng đầu lòi rồi kêu hàng khách chạy lên toa trên. Cathy lập tức hiểu ý anh bạn làm pha bẻ lái gấp. Sang Chi đạp tung thằng này trở về được toa trên, nhưng lúc này đường cụt mà phanh không có. Cathy cho đâm thẳng nghiền nát hết đám siêu xe ven đường, cũng nhờ đó mà giữ được an toàn cho tất cả hành khách. Nhưng đột nhiên Sang Chi phát hiện ra sợi dây chuyền đã bị hắn lấy rồi. Điều đó có nghĩa em gái anh cũng đang gặp nguy hiểm, bởi em ấy cũng đang có một sợi dây chuyền mà em gái đã gửi cho anh một bưu thiếp hẹn gặp vài tháng trước. Lập tức hai người di chuyển theo địa chỉ bưu thiếp tới nơi. Đây được gọi là câu lạc bộ dao găm vàng, chuyên tổ chức các trận đấu võ thuật để phát trên web đen thu lợi nhuận. Thậm chí hậu duệ của Hulk và Dr. Wong cũng đang thi đấu, mà Wong vì ăn hành nhiều quá đành phải dùng tới pháp thuật, rất dễ dàng hạ gục kẻ khổng lồ xanh. Để gặp được em gái Hạ Linh thì bắt buộc Sang Chi phải lên sàn đấu. Không ngờ rằng đối thủ lại chính là em gái Hạ Linh. Cô em gái rất căm giận vì anh trai năm đó bỏ đi mà không quay lại, nên ra sức ra đòn xả giận lên người Sang Chi, rồi kết thúc bằng một cú đá bất ngờ khiến Sang Chi ngất lịm. Và bất ngờ hơn nữa là cô bạn thân Cathy cược anh thua nên kiếm bội tiền. Lúc này em gái Hạ Linh nói không hề gửi bưu thiếp cho anh. Lập tức mọi người hiểu đây chính là một cái bẫy mà hội Thập Luân có tình răng ra để bắt gọn hai người. Sang Chi liều mình ép cô bạn trèo ra giàn giáo bên ngoài để mà trốn thoát, còn mình ở lại chiến đấu để mà kìm chân sát thủ. Không ngờ rằng sát thủ được cử đến quá đông, đẩy Sang Chi rơi vào tình huống khó thở, mà cô bạn Cathy cũng đã gặp nguy hiểm cực kỳ rồi. Sang Chi vội vàng lao mình như điên kịp thời chạy ra tóm lấy. Rất may cô em gái cũng kịp thời quay lại cứu nguy. Hai người kết hợp nhanh chóng đánh tan đám mậu sậu. Đột nhiên sư phụ sát thần xuất hiện dễ dàng lấy được dây chuyền. Sang Chi điên cuồng đuổi theo lao vào chiến đấu. Quả nhiên sư phụ anh không phải dạng vừa, chỉ có nhờ tài năng võ thuật thiên phú trời ban, Sang Chi mới có thể thắng được sư phụ sát thần. Đúng lúc này Văn Vũ cũng đã tới nơi, lập tức đưa hai người con trở về tổng hội thập nhẫn.
Ông tin rằng người mẹ vẫn chưa chết mà đang bị giam ở làng Đại La, bởi hàng đêm ông đều nghe thấy tiếng của bà vọng đến, cầu cứu ông mau đến đó giải thoát cho bà. Vũ Văn lấy ra hai viên ngọc mà người mẹ để lại, lắp vào mắt rồng lập tức khởi động cơ quan, những dòng nước tinh khiết rơi xuống, tạo thành một bản đồ băng qua rừng trúc bát quái này, mà đường đi chỉ xuất hiện mỗi năm một lần vào Tết Thanh Minh. Giờ thì ông ta đã biết đường nên lập tức hội quân 3 ngày nữa xuất phát, ông thề sẽ thiêu trụi cái làng Đại La. Sang Chi không đồng ý liền bị Vũ Văn đánh gục, rồi cho nhốt cả hai anh em vào trong đại lao. Nhưng có điều mà Vũ Văn không biết, tiếng vọng trong đầu thực ra là của một con quỷ đang bị nhốt tại làng. Trong phòng giam ba người đột nhiên phát hiện ra một kẻ đóng thế của Vũ Văn, mà hắn có nuôi một con vật không đầu không đít. Thật may mắn là con vật này lại biết đường đi vào làng Vũ La, nên nhóm người dự tính sẽ đến làng Vũ La để báo tin trước. Vừa hay lúc này Hạ Linh cũng tìm ra căn hầm thoát ra, cả nhóm lập tức trộm xe rồi bỏ chạy, rất nhanh chóng đã thoát đi trước mắt của đám lính canh. Sáng hôm sau cả nhóm đã tới rừng trúc, quả nhiên rừng trúc bắt đầu nghiền nát mọi thứ xông vào, mọi người phải căn chỉnh vô lăng cực kỳ chính xác, theo đúng hiệu lệnh của con thú không đầu, và phải tăng tốc hết cỡ để tránh bị nghiền nát, nếu không phải BMW X5 thì e rằng cũng đã toi đời. Cả nhóm chui qua một thác nước kỳ lạ chuyển đổi vùng không gian, nhờ đó thành công tiến vào khu làng Đại La trong truyền thuyết, nơi đây đẹp tuyệt vời toàn các linh vật thần tiên, quả nhiên là một cõi thiên đường nơi nhân thế, thậm chí có cả một con ngựa đầu rồng. Phía sâu bên trong là một ngôi làng người dân yên bình bên cạnh Kỳ Lân. Tại đây họ gặp được dì Nam là em gái của mẹ. Bà chỉ cho họ biết con phượng hoàng quỷ đang được giam giữ trong động. Và tiếng nói mà Vũ Văn nghe thấy chính là của con quỷ này. Nó là loài quỷ chuyên hấp thụ các linh hồn để gia tăng sức mạnh. Rất may nhờ đại vệ rồng thần mới phong ấn được ác linh. Và hàng ngày con quỷ vẫn luôn dẫn dụ nhiều người tới đây để mà phá ấn. Nên dân làng luôn phải rèn luyện vũ khí và võ công để bảo vệ ấn phong. Sắp tới là thập nhẫn luôn được coi là kẻ mạnh nhất, mà chỉ có võ công của người mẹ Sang Chi là từng đánh bại, nên người dì lập tức chuyển lại môn này cho Sang Chi. Nó được gọi là cụ tổ của thái cực quyền cộng thêm nội lực. Ngày hôm sau đã đến ngày siêu đại chiến, quả nhiên đám người của Vũ Văn theo tiếng gọi của phượng hoàng quỷ cũng đã tới nơi. Do đã bị thua nhiên nên Vũ Văn hoàn toàn mất đi lý trí, lập tức ra lệnh tấn công mọi người. Hai bên cứ thế lao vào tàn sát không hề ngần ngại, chỉ tội mấy thằng ngu động tới Kỳ Lân. Vũ Văn nhân cơ hội mọi người bận rộn liền rời đi trước. Sang Chi thấy vậy lập tức đuổi theo, nể tình cha con anh cho bố đánh trước một chưởng, rồi mới cầm gậy ngự y đánh trả người cha. Nhưng quả nhiên người bố vẫn lợi hại hơn một bậc, nhanh chóng đánh cho Sang Chi khốn khổ không ngờ. Kết thúc bằng cú đấm thập nhẫn kinh điển hạ gục Sang Chi bay đi xuống nước, rồi cứ thế theo tiếng gọi của quỷ mà lao tới nơi. Đây chính là cửa hang động của Phượng Hoàng Quỷ. Vũ Văn lập tức vận hết nội công đánh ra, quả nhiên đã làm thoát ra những con quỷ nhỏ. Dì Nam thấy vậy đã biết tận thế đến rồi, rất nhanh quỷ nhỏ lao tới tóm gọn một tên hút lấy linh hồn. Ngạc nhiên thay vũ khí không thường không thể đả thương được chúng, chúng ta nên hợp sức cùng nhau thì hơn. Quỷ nhỏ khi lấy được linh hồn liền mang tới cho Phượng Hoàng Quỷ, nếu để nó hấp thụ đủ linh hồn thì không gì có thể cản được. Mà Vũ Văn vẫn điên cuồng phá cửa khiến đám quỷ xông ra nhiều hơn, những con quỷ này chỉ có vũ khí của rồng mới có thể hạ được. Đúng lúc này Sang Chi đang chìm dưới hồ thì nghe thấy tiếng của mẹ, bên cạnh đó Thần Long cũng tái xuất giang hồ, lập tức lao lên đớp gọn cái đám quỷ nhỏ. Mà bên trên đầu nó chính là Sang Chi. Cứ như vậy cuộc đại chiến giữa người và quỷ xảy ra kinh thiên động địa. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là phải ngăn cản Vũ Văn phá tan cánh cổng. Sang Chi nói rằng cha đã bị con quỷ trong đó thôi miên. Vũ Văn chẳng tin cứ thế lao vào giao chiến. Lần này Sang Chi đành phải dùng tới thái cực quyền. Phía bên này rồng thần bị đám quỷ bao mắt, phải nhờ đến Hạ Linh giải cứu mới đỡ bị kèm nhèm. Còn ông giả và con thú không đầu mới là cực đỉnh, cứ giả vờ chết đỡ phải đánh nhau. Phía nam chính và bố mình vẫn tiếp tục đánh. Sang Chi vận khí cướp luôn được 5 vòng của người cha, dùng thái cực quyền thành thục điều khiển, nhờ đó đối đầu ngang ngửa với 5 vòng còn lại của cha mình, mà thậm chí còn trên cơ một chút. Khiến Vũ Văn phải dùng hết sức đánh ra một đòn cuối cùng. Không ngờ Sang Chi không sao mà còn cướp luôn cả thập nhẫn, vận khí tạo thành vòng tròn lửa Kamehameha. Nhưng Sang Chi tôn trọng người cha nên không thèm đánh. Tiếc rằng lúc này tỉnh ngộ thì đã quá muộn, phượng hoàng ác quỷ đã hấp thụ đủ linh hồn nên phá ấn bay ra. Người cha thấy nó quay xuống giết con liền lao vào cứu, kết quả bị ác linh tóm chặt mà hút lấy linh hồn. Tất cả hành động chỉ là ác quỷ điều khiển, đến khi tỉnh lại lập tức hy sinh vì con. Trước khi chết ông bố chuyển lại cho Sang Chi thập nhẫn. Vừa lúc nguy cấp rồng thần kịp thời lao tới cứu nguy. Năm xưa rồng thần đã đánh bại ác linh để mà phong ấn, ác linh hiểu chuyện nên lao tới ngôi làng hấp thụ thêm các linh hồn. Sang Chi cũng lập tức lên đầu rồng hướng về phía ngôi làng đuổi theo, nhưng đã quá muộn khi các quỷ nhỏ mang hồn tới bón hấp thụ linh hồn, khiến phượng hoàng quỷ mạnh lên kinh khủng, mạnh mẽ tóm gọn rồng thần chuẩn bị hút lấy linh hồn của nó. Điều này mà xảy ra thì đời coi như bỏ, linh hồn rồng thần từ từ chuyển lên, mà Sang Chi và em gái đang nguy cấp không làm gì được. Đúng lúc tưởng chừng như hết hy vọng thì đột nhiên một mũi tên bay xuyên của ác linh, rồng thần nhân cơ hội phượng hoàng choáng váng liền lao xuống nước. Chiến đấu dưới nước chính là ưu thế lớn của rồng thần, nhờ đó dễ dàng khống chế được phượng hoàng ác quỷ.
Thang Chi biết rằng đây chính là thời cơ cuối cùng, nhanh chóng bay lên ném thẳng thập luân vào trong cổ họng ác linh, rồi thoát lên không trung thực hiện triệu hồi thập nhẫn. Thập nhẫn quay cùng một hồi cuối cùng khiến ác quỷ nổ tung. Rồng thần cũng kịp thời bay ra đón lấy anh đưa về đất mẹ. Tuy thắng cuộc chiến nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Cuối phim hai người trở về New York để chém gió cũng những người bạn. Bất chợt Dr. Wong tới tìm để hỏi về 10 chiếc vòng có việc gấp. Thì ra nguồn gốc của 10 chiếc vòng không phải là từ trái đất này. Captain Marvel cũng thấy không giống với vật liệu ngoài hành tinh. Sự phát quang cho thấy nó đang gửi cho mọi người một thông điệp gì đó, gợi mở ra một hành trình của phần tiếp theo. Và Shang-Chi chính thức tham gia vào biệt đội siêu anh hùng mới. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha. Bye bye.